hello xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đặc biệt chứng khoán lại tiếp tục là bình đây thì hôm nay mình uh, tiếp tục là chia sẻ cho mọi người uh, thị trường và cũng như là chúng ta sẽ review lại thị trường uh, trong một cái tuần qua uh, như thế nào và tuần tới sẽ biến động ở uh, bình sẽ có những cái nhận định những cái góc nhìn đa chiều về cho thị trường cho các anh chị bạn rồi uh, sau đó chúng ta sẽ phân tích lại các nhóm ngành nào có những cái nguy cơ và những nhóm ngành nào có cơ hội ở uh, thì chúng ta cũng sẽ cùng review ra nha các anh chị bạn rồi, ở đây thì các bạn, quanh anh chị thấy là thị trường ngày hôm nay mình đánh giá lại trong cái kết phiên cuối tuần thì chúng ta thấy là cũng có những cái sự dao động trong một cái biên độ hẹp và mình nghĩ là cũng chỉ là đang tích lũy thôi. Đó, dù là chúng ta thấy là thị trường có tăng có giảm nhưng mà về sự thay đổi của cổ phiếu trong lòng thì gần như là những cái điểm số này nó không hề thay đổi nhiều lắm so với đầu phiên cho tới cuối phiên. Rồi, thì như vậy thì mình thấy là kết phiên tăng được hai 95 điểm tương đương với 0,26% và cái thanh khoản đạt ở cái mức là 17.742.000 tỷ và có 282 83 mã tăng 3 mã tăng trần và 91 mã đứng giá và 221 mã giảm trong đó có một mã giảm sàn còn đối với lại Vina 10 thì các bạn có chị thấy là tăng được 3,54 điểm tương đương với 0,32% và cái thanh khoản đạt ở cái mức là 7.678 điểm đó, 13 mã tăng 13 mã giảm và 4 mã đứng giá và một cái đặc biệt thì mình nghĩ là về đây thì cái thanh khoản của VN50 cũng bắt đầu là uh, Đâu đó sắp xỉ một phần hai so với lại index rồi đó, Mình nghĩ là cũng uh, đặt câu hỏi là Là dòng tiền có dịch chuyển qua ở cái nhóm ngành VN50 này hay không à, Rồi chúng ta cùng đánh giá nha các anh chị bạn Thì đầu tiên đó, à, thì chúng ta thấy là về nhìn tổng quan về thị trường thì chúng ta thấy là về cơ bản thì với những cái nhận định từ ở dưới đây đúng không ta quay lại về trong quá khứ một tí thì về những cái góc nhìn về nhận định và chia sẻ cho mọi người là thị trường sẽ vẫn hướng về đâu đó ở khu vực 1137 cho tới ở khu vực 115x đó 115x thì về 5x thì đó là vẫn là ẩn số tại vì con số nó nó biến động mình không biết chắc được nó là bao nhiêu đó vì cho nên mình cũng có thể là con số 59 cho tới 60 mươi, cho nên là chúng ta có thể chạy dao động đó Và mình có một cái nhìn, một cái góc nhìn cho các bạn anh chị là Khi mà thị trường tới ở cái vùng cân bằng này thì Thị trường sẽ có những cái biến động mạnh thì có nghĩa là chúng ta thấy là từ đây cho tới đây thì nó còn một khoảng thời gian nữa nhưng mà khi tới đây mà nếu như giả sử các bạn mua đuổi thì mình nghĩ là sẽ rất khó à, mình nghĩ là đó đó cái thiệt hại cho các anh chị và các bạn rồi, OK. À, thì đến tới lúc đó thì chúng ta sẽ tính lại à, và mình sẽ xét cho các bạn của chị là nó sẽ có khả năng sẽ tích lũy lại bao lâu. Đúng không? Thì về đây mình nói trước thì có thể là các bạn anh chị có thể là à, chúng ta sẽ quên. Đó, vì khi mà thị trường tăng thì chúng ta sẽ quên trong quá khứ. Đó, và cũng như là thị trường tươi đẹp thì ta sẽ quên đi những cái đau buồn. Đúng không? Nhưng mà các bạn, các bạn, anh chị thấy là gì? Là những chúng ta phải chuẩn bị đúng không khi trời nắng thì chúng ta phải chuẩn bị cho trời mưa đó là những cái câu ngạn ngữ mà mình thấy là cũng rất là hay Thế khi mà trời mà tốt tươi đẹp thì chúng ta phải chuẩn bị cho những ngày xấu đó. và cũng như là chúng ta giao dịch chứng khoán các bạn anh chị thấy thị trường tăng thì chúng ta cũng sẵn sàng đón nhận những lúc thị trường giảm đúng không không thể bắt buộc thị trường tăng hoài đó. Rồi như vậy thì về mặt ngắn hạn thì mình nghĩ là về cái đà tăng à, và thị trường của chúng ta nó cũng chỉ đang ở trong một những cái mức gọi là tích lũy Mình nghĩ là nó vẫn đang tích lũy trong một cái biên tích lũy và hiện tại nó đang nằm trên cái biên tích lũy phía trên và cũng rất gần cái vùng kháng cự thì các bạn thấy cái vùng kháng cự nó nhìn về đồ thị các bạn thấy rất là gần nhưng mà điểm số thì nó vẫn có thể trên lệch ở cái mức biên độ cao nhất của nó là rơi vào tầm khoảng ba mấy điểm thì như vậy thì sự biến động ba mấy điểm thì các bạn thấy là trong ngày hôm nay Vô à, là thị trường có rung lắc như thế nào vẫn có mã tăng trần, à, vẫn có mã giảm đó như vậy là gì? chúng ta sẽ chọn được cổ phiếu nào hấp dẫn để chúng ta giao dịch ngắn hàng vẫn có cổ phiếu à, và chúng ta là một trader thì mình nghĩ là các bạn và anh chị cũng có thể là phải tìm kiếm cái chuyện đó rồi về mặt ngắn hàng thì mình nghĩ là cũng chưa có vấn đề gì cả và cũng như là buổi sáng mình livestream mình cũng chia sẻ với mọi người và mình cũng tổng kết là phiên chưa đó, thì mình nghĩ là về thị trường nó cũng vẫn là diễn biến gọi là tích lũy đúng không thì mình cũng kỳ rất là kỳ vọng về cái sự mà thị trường bước qua được cái vùng mươi này để giúp cho thị trường nở hoa trong cái phiên cuối tuần nhưng mà mình nghĩ là không vẫn không được đó cũng kỳ vọng với các chị bạn như vậy và mình thấy được là nó phải tích lũy tới đây đó, thì có phải thể là tầm à, nếu mà tích cực thì mình nghĩ là nó sẽ dao động đâu đó là trong cái biên độ dao động này à, cho tới qua bên đây thì nó rơi vào hai phiên nữa hai phiên nữa thì các bạn hai bốn sáu bảy tám thì nó rơi vào thứ ba thì có thể là cái sự dao động của thứ hai nó rất là khó lường mình nghĩ là sự dao động thứ hai trong phiên thứ hai nó rất là khó lường tại vì các bạn các bạn chỉ thấy là trong cái biên này nó đang tích lũy trong cái biên hẹp như này đang tích lũy trong biên hẹp như này thì có khả năng là biên đỉnh đáy là chuyện bình thường nó về biên đỉnh đáy là chuyện bình thường lắm các anh chị bạn cho nên là mình nghĩ là À, cái đó là bình thường thôi, tại vì cơ bản thị trường nó vẫn tích lũy, đúng không? Thị trường trong vẫn tích lũy. Đó. Đó, thì chúng ta thấy là giai đoạn này nó có những cái sự rút chân như này thì bình thường lắm các bạn. Đó, nhiều phiên như vậy luôn, đúng không? Và cũng như là các bạn thấy là những cái thanh khoản đỏ, cây đỏ thanh khoản cũng rất lớn. Rồi, ok. Đó, như vậy thì có những cái biến động mạnh thì thị trường mới giao dịch mạnh ha. Rồi, chúng ta sẽ đi qua những cái nhóm ngành mà các bạn các anh chị thấy là cũng có những cái à, mình à, sơ sơ nhìn đây một tí nha. có cái này tận dụng một tí à, hôm nay vẫn có mã tăng trần đúng về mã trong uh, ngành thép đó, thì như buổi sáng cũng như buổi sáng mình chia sẻ mọi người về ngành thép đúng không thì mình thấy là ngành thép tăng cũng rất là tốt nhưng mình thấy là đó nó không phải là điểm mua nữa mà nó chỉ là vùng tích lũy phía trên thì mình nghĩ là các bạn các anh chị nào có thì có thể chốt lời là bình thường rồi một cái góc nhìn và cái góc nhìn thứ hai là là chúng ta sẽ thấy được là những nhóm ngành nào giao dịch nhiều thì ngày hôm nay các bạn vẫn thấy là bất động sản nhóm chứng khoán và nhóm chứng khoán vẫn là một cái nhóm điều chỉnh rồi tiếp tục là ngành thép vẫn là hot ha vẫn là hot trong ngày hôm nay buổi sáng mình thấy là ngành hot ngành thép là hút hết tiền ở trong thị trường luôn rồi ở đây thì chúng ta sẽ nhìn về cái nhóm đầu tiên đó là cái nhóm về uh, chứng khoán À, ngày hôm nay thì chúng ta thấy là chứng khoán nó cũng bị điều chỉnh như thế này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ đâu đó bị áp lực cho nên là về đây thì dòng chứng khoán thì với cái điều kiện thì mình nghĩ là nó sẽ sai quay nhiều hơn à, nó sẽ sai quay nhiều hơn và chúng ta thấy là kết tuần thì nó vẫn đang nằm lưng lửng ở đâu đó những cái vùng hỗ trợ kháng cự này rồi ok thì đối với dòng thép ở à, dòng chứng khoán thì chúng ta cũng thấy rồi đó những cái cổ phiếu như thế này mình nghĩ là cũng chỉ mang tính chất tê cộng và nó hồi lên được thì bán thôi chứ cũng không có phải là gọi là giao dịch nhiều được đúng không giữ lâu được tại vì chúng ta thấy là những cái vùng này nó sẽ xoay quay mình thấy là sẽ xoay quay trong dòng chứng khoán rồi VCI các bạn thấy uh, tương tự như vậy và HCM đúng không nó cũng tương tự như vậy các bạn chọn cổ phiếu là chúng ta giao dịch T cộng mua rồi canh lên có lãi thì bán thôi hoặc là các bạn một anh chị đang nắm giữ thì cũng không có thể nào bán ngay đây đúng không Đó, thì là hôm qua nó chỉnh các bạn thấy là chỉnh lại chúng ta bán ở đây rồi, chúng ta cũng để nó hồi chúng ta bán cho nó thoải mái nhất rồi à, đó là về dòng chứng à, khoán và tiếp tục là chúng ta đi vào à, dòng à, bất động sản thì các bạn các chị thấy là bất động sản thì nó vẫn đang tích lũy à, thì bất động sản hiện tại là có sự thay phiên à, sự thay phiên ha ừ, giống như mình thấy là những cái cổ phiếu như vinhome à, nó đang cũng có những cái dấu hiệu tích lũy tích cực rồi mình chỉ chờ nó ngô qua được cái mây này thì cũng như nó tạo ra bứt phá được cái nền này cái nền ngắn như này thì nó sẽ cũng tạo ra một cái sự chuyển đổi cho với Vinhome uh, hơn. À, như vậy thì chúng ta hãy là cái biên độ trên đây nó vẫn hấp dẫn hơn so với những cái cổ phiếu đang nằm ở trên phía đỉnh thôi các chị bạn. Rồi à, tiếp theo là chúng ta hãy là cái cổ phiếu như VRE, VRE ngày hôm nay thì nó cũng uh, chạm vào cái kênh uh, giá giảm ở trên, thế dù có tăng nữa mình nghĩ là nó cũng sẽ lình xình, nó sẽ vẫn phải lình xình. Ha. Nó đang tạo đáy, cho nên là chúng ta chưa kỳ vọng gì nhiều. Rồi và một cổ phiếu mình chia sẻ cho các bạn và anh chị ngày hôm qua, chúng ta mua thì ngày hôm nay thì có một cái uh, mức lợi nhuận tương đối trên sàn Hà Nội thì uh, về hôm qua phiên mua vào mua vào thì mình nghĩ là với những cái vùng giá từ 11 cho tới ba này thì mình nghĩ là ngày hôm nay các bạn nào mua uh, mua thì cũng có một cái lợi nhuận tương đối là lớn đúng không? về một phiên uh, T cộng thôi đó, là ngày mai ngày mốt hàng về À, ngày hôm kia thứ hai hàng về rồi thì chúng ta thấy là cây này chúng ta đã có lãi trên 10% rồi các bạn mua ngày hôm qua trong cái vùng giá này của mình thì cũng có mức lãi như vậy ha trên 10% rồi tiếp tục lại thấy đất xanh đất xanh thì khi mà cổ phiếu này nó rơi vào những cái vùng mà mình nghĩ là nó đang xoay quay và cũng như là sắp phát hành thêm giá 12.000 đồng thì cho nên mình nghĩ là cũng sẽ không hấp dẫn với nhà đầu tư ngắn hạn trừ khi lăn chốt và cái ngày lăn chốt thì sẽ lại có những cái giá tốt hơn và những cái giá hấp dẫn hơn thì mình nghĩ là sẽ hút được nhà đầu tư ngắn hạn hơn còn với bây giờ thì nó vẫn tích lũy thôi và đất xanh thì cũng đang tích lũy nha à, HDC HDC thì cũng vậy nha các anh chị bạn và mình thấy là cũng đang có những cái dấu hiệu tích lũy ở đây đó thì các bạn nhìn lại thì HDC nó còn tích lũy lâu hơn lâu đúng không các bạn nó còn lâu còn lâu tích lũy, à, cho nên các bạn thấy đâu có vội gì chúng ta mua những cái vùng cao đâu, đó những cái vùng cao thấy là nó duy trì trên những cái vùng cao này chúng ta cũng đâu có vội nữa thấy không? OK ha, rồi chúng ta qua một cái ngành thép, đó là cái ngành mà các bạn, các anh chị cũng thấy đánh giá nên mình chia sẻ thì các bạn nào canh thì cứ bán thôi, giống như hòa phát thì các bạn thấy ở đây thì những cái vùng này như mình chia sẻ với mọi người là những cái vùng mà À, như từ vùng 28 29 này đó giống như các bạn thấy là vùng mua vậy vùng mua bạn canh từ vùng 25 26 này các bạn mua ví dụ thì khi mà lên về ví dụ như các bạn mua được thì khi lên đây có lãi các bạn có hoàn toàn có quyền chốt lời có nghĩa là bán dần ra rồi thoải mái các bạn đúng không mua mua dần thì bán bán dần Đã chốt lãi ngắn hạn thôi còn nếu có chỉnh lại chúng ta tính xong rồi hoa sen đó hoa sen thì cũng như vậy ha và nam kim thì mình thấy được là như mình chia sẻ các bạn anh chị hỏi mình rất nhiều về vùng này thì ở đây mình thấy được là cái vùng kháng cự tương đối uh, rất là dài hạn của uh, nam kim cho nên mình nghĩ là nó rất khó lên trong đoạn này à. mình nghĩ sẽ sẽ rất khó tăng cho nên là các bạn nên chú ý đối với dòng thép rồi hôm nay có bom là tăng mạnh đúng không nhưng mà nó vẫn đang nằm trong xu hướng đau đúng không các anh chị bạn à, đang tích lũy đáy đó, có nghĩa là bây giờ nó đang ngồi lên chưa chịu đổi xu hướng rõ lắm à, rồi um, tvn cũng tăng gặp kháng cự nó cũng bị điều chỉnh trở lại cái chiều theo um, cũng đáng tiếc ha với ngành thép trong ngày hôm nay dù là có rất là tích cực nhưng cũng không vượt qua được và đặc biệt mình thấy là hôm qua ngân hàng rất là tốt nhưng hôm nay mình bạn thấy nó cũng lình xình chững lại đúng không thì nó đang gặp một cái kháng cự như thế này thì mình nghĩ là nó nếu như tích lũy tốt tầm 2 tuần tới thì mình nghĩ là có khả năng có khả năng nó vượt được anh chị mẹ. à, chúng ta phải quan sát ha chứ còn về những cái việc mua bán ở cái vùng kháng cự này hơi khó thì các bạn cũng biết là đó những cái vùng kháng cự này các bạn mua nếu muốn mua thì mua một tí cũng được còn các bạn muốn bán thì mình bán cũng được à, thì cứ... cái vùng này hơi khó ha à, chứ việc mua bán là rất khó trong đoạn này thì cho nên là với ngành ngân hàng thì mình cũng có cái lời khuyên là các bạn các anh chị nào có thì chốt lời được đối với lại đi đúng không BĐ thì nó vào cái vùng mà như mình chia sẻ mọi người rồi đó thì hoàn toàn các bạn có quyền chốt lời chốt lãi à, chốt lại thì không bao giờ sai các bạn đúng không tăng lên như này thì quyền chốt thôi các bạn thấy nhìn lại trong quá trình này nó tăng từ đây đi lên BĐ là các bạn thấy là giảm cũng rất sốc mà khi tăng lên cũng rất sốc ha nhìn các bạn thấy nhìn những cái cây nến thì các bạn sẽ thấy giảm thì um, tăng thì cũng rất ghê nè giảm rồi một hai ba bốn 5 năm cây giảm liên tục có nghĩa là 5 tháng giảm liên tục các bạn thấy là vào đây thì ngắn hàng cũng rất là chán nhưng mà các bạn nào mua được những cái vùng giá mà nó chiết khấu thì gần như là rất hấp dẫn đối với ngân hàng đi rồi chúng ta sẽ đi qua một số ngành nữa ha một số ngành đơn đó. mà có sẽ hấp dẫn của thị trường ngân hàng chứng khoán thép và dầu khí dầu khí hôm nay có một cái sự điều chỉnh đúng không 0573 à, thì dầu khí như mình chia sẻ mọi người đây hôm qua các bạn thấy không không có nên bán ở đây đó thì hồi lên các bạn có quyền bán bởi vì là dầu khí hồi lên các bạn có thể bán ngắn hạn hạ bớt đi đúng không Ủa? mà như là ở đây thì cùng mua thì cũng ok các bạn nào mua thì lấy vị thế ở đây cũng được tại vì đây là vẫn là hỗ trợ vẫn mua được nhưng mà để những cái điểm mua tốt nhất thì ở đây thì có thể là chúng ta hãy là về mặt ngắn hạn chúng ta không biết nó có về hay không đúng không không biết nó có về không nhưng chắc cú nhất thì chúng ta cứ lấy vị thế và nếu như chỉnh thì chúng ta hãy là về đây mua thì đây là những cái cổ phiếu như bvd cũng vậy bvd đúng không bvs đó còn các bạn thấy là về cái việc xử lý của chúng ta nó khác nhau đó. vị thế chúng ta khác nhau thì cái việc vào vào hàng cũng như là bán ra của chúng ta nó cũng khác nhau đó. mọi người sẽ có một cái vị thế khác nhau các bạn cầm tiền nhiều nó khác chứ bạn cầm tiền ít nó khác đúng không các chị bạn đó rồi những cái nhóm dầu khí là như vậy ha À, còn nhóm dầu khí thì mình nghĩ là BVB nó cũng đang ở cái vị thế ở cái vùng mua mình nghĩ là nó cũng chỉnh về đâu đó những cái vùng này là vùng mua đúng không chứ không phải là cái vùng bán nữa rồi đó vùng này là vùng mua nha các anh chị bạn uhm, tiếp tục thì chúng ta sẽ đi vào một cái ngành là ngành xây dựng mình cũng chưa nói đúng không xây dựng thì mình nghĩ là nó tích lũy thôi cũng chưa có cái gì cả như VCG này các bạn thấy là cũng đang trong một cái vùng xe quay mình nghĩ nó vẫn là đang trong cái vùng xe quay nha các anh chị bạn và chúng ta thấy đóng đến tuần nó vẫn chưa vượt qua được cái vùng kháng cự tuần đúng không các anh chị bạn vẫn chưa vượt được kháng cự tuần thì cho nên là mình nghĩ là VCG nó sẽ phải cần xe quay ở đây nếu mà nhìn xe quay ở đây nữa thì nó cũng sẽ để tích lũy đủ tích lũy mạnh thì những cái vùng dao động của nó sẽ có mình nghĩ là vùng dao động ở cái vùng may phẳng này nè sẽ có khả năng về cho nên là các bạn cứ đón nhận để mua ở quanh 23 cho tới 22.5 này nè cho tới 23.5 thì các bạn có thể chờ đợi những khu vực đó của VCG các bạn nào mua được trong khu vực này thì cũng ok nè đúng không rồi đạt phương thì những cổ phiếu này đang tích lũy thôi cũng chưa có gì các chị bạn ha đó thì giống như HHV bạn cũng thấy vậy À, thì như mình nói hôm qua mình nói là nếu như giả sử ba phiên tới mà không tăng thì nó sẽ điều chỉnh về đây đúng không thì các bạn sẽ thấy được là đâu đó phải còn hai phiên nữa thì tuần sau các bạn sẽ thấy được cái nguy cơ nó chỉnh có chỉnh hay không ta chờ tuần sau tới thứ ba này các bạn sẽ thấy ha rồi đó một số cổ phiếu xây dựng như vậy ha còn CE thì nó chỉnh về những cái vùng hỗ trợ luôn rồi đó, nó vẫn tích lũy rồi mình cũng kỳ vọng là đây nó lên tí nên mình bán nhưng mà cũng chưa được đúng không nhưng mình nghĩ là kỳ vọng tích lũy thì ok nên lên đây thì cũng sẽ bán thì mình nghĩ là CE các bạn nào canh mua được thì trong cái biên này hoàn toàn các bạn các anh chị có thể mua đó tầm ở 17 nha quanh 17 cộng trừ để các bạn có thể mua được rồi không sao cả đó, thì rất là nhiều cổ phiếu về ngành xây dựng rất là nhiều rồi không biết còn hay không để mình soi một tí nữa đúng không cuối tuần mình cũng rảnh mình soi cho các anh chị bạn à, nhóm về hóa chất thì hóa chất thì các bạn thấy là những cái nhóm như là um, cao su có phước hòa có GVR cũng là một trong những cái điểm mua đó thì đây cũng là những cái vùng mà các bạn chỉ chú ý ha GVR cũng chú ý những cái vùng hỗ trợ may phẳng này nó dễ rất dễ hút rồi 19 cho tới khu vực này 20 ha, thì như vậy thì cái biên dao động 19 20 này rất là hấp dẫn để vào đây là 18.8 ở đây là 19.8 thì các bạn đơn giản ta nói đơn giản thôi là 19 20 như vậy cho đơn giản nha À, nhưng mà mình nghĩ là nó chỉnh về đâu đó khoảng 19.8 này cũng xem xét được nha các gì bạn khu vực này khu vực này là khu vực 19.8 chín 19. 6 19 6 và 8 à, Phước Hòa GVR đúng không rồi PLC PLC cũng là một trong những cái nhóm ngành về nhựa uh, đường à, cũng như là các bạn cũng thấy được là nó trong một cái nhóm ngành của ngành đầu tư công đúng không thì mà nếu mà nó thuộc về cái shop xếp vào cái nhóm hóa chất À, hóa chất ha đó thì hóa chất thì bạn thấy là như là CV thì nó cũng sẽ rung lắc điều chỉnh thì mình nghĩ là cũng vào được à, đây ha lanh quanh ở khu vực 39 năm cho tới 40.5 đó là khu vực các bạn có chị cũng có thể xem cho một cái việc xử lý ngắn hạn à, để vào rồi à, tiếp theo là chúng ta thấy được là những cái cổ phiếu khác rất là nhiều đạm Cà Mau đạm Cà Mau mình nghĩ là đây đó, những cái hỗ trợ về mặt ngắn hạn nó rơi vào đâu đó ở vùng đó, cũng xem xét được à, 31.832 nghĩ nếu chúng ta không trả giá quá thì chúng ta cứ biên đó chúng ta vào được thì chung là cái biên 31.8 này cộng trừ đó cộng trừ cho dễ đó cho các bạn anh chị vào đó, không phải lăng tăng muốn vào thì vào đơn giản không, anh bà? đó các chị bạn Thì thị trường rất nhiều đó thị trường mình nghĩ là trong giai đoạn rung lắc này nó vẫn có rất nhiều cổ phiếu hấp dẫn còn nữa không các chị bạn ừ, rất nhiều ha và bình nghĩ là À, các bạn và các anh chị là mình uh, cơ bản thì mình sẽ review thị trường trước thôi đó. nhưng mà ở đây thì mình tập trung uh, review thị trường và cũng như là tập trung là review qua những cái cổ phiếu và những cái nhóm ngành uh, cụ thể trong tầm một tí đó còn uh, mình sẽ tập trung vào làm một cái video uh, liên quan tới cổ phiếu để chuẩn bị cho tuần sau đó cho nên là các bạn và các anh chị nhớ thả cho mình một cái tim ấn cho mình một cái like và cũng như là các bạn và chị nào mới xem nhớ đăng ký để theo dõi để khi mình xuất bản ra video để cho các anh chị và bạn nhận được thông báo ngay đó, hoặc là các bạn và anh chị có thể tham gia vào những cái room mình để một cái link mở ở dưới cái phần bình luận ở dưới cái phần bình luận và cũng như là dưới cái phần mô tả đều có các bạn có thể join vào nha rồi cũng cảm ơn các bạn và anh chị rất nhiều. Còn các bạn và anh chị mà 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 có nhu cầu mà mong muốn về đội với Bình đó thì các bạn có thể là chuyển đổi hoặc là mở tài khoản mới tại ra hoặc VPS thì ở dưới màn hình video á, dưới phần mô tả hoặc là cái phần đang ở trên màn hình đó, có cái ID của mình ở đây hoặc là cái đường link nó kèm cái ID rồi các bạn có thể ấn vào mở rất là nhanh đó các bạn có thể là gọi cho mình hoặc là trực tiếp nhắn tin cho mình mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cụ thể đó chia sẻ mọi người rất là nhanh nha chỉ tầm 50 phút các bạn làm chậm lắm thì là hai 10 phút 15 phút là xong đó còn các bạn chưa biết thì mình sẽ gọi con cụ thể cho mọi người rồi cảm ơn các bạn và anh chị rất nhiều và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong video kế tiếp là liên quan tới chủ đề đó, à, soạn một cái clip để chúng ta chuẩn bị cho tuần tới rồi cảm ơn các bạn và anh chị rất nhiều máy bay hẹn gặp lại